thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính của Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách chương trình gồm có nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Trần Duy Biên, master toán của Hoa Kỳ. Cái đề tài hôm nay thưa quý vị là Đại cán đại gia Cộng sản Việt Nam đầu tư nhập cư Mỹ. Đại cán đại gia Cộng sản Việt Nam đầu tư nhập cư Mỹ. Sau khi phân tích, nếu còn nhiều thì giờ anh em chúng tôi sẽ trình bày một số tin sát như thời cuộc. Bây giờ để tranh thủ thời gian, cái phần phân tích tương đối dài, chúng tôi đi thẳng vào phân tích. Báo Tuổi Trẻ Online ngày 18 tháng 7 dẫn dụ tài liệu của Hiệp hội Quốc gia chuyên về địa ốc của Hoa Kỳ, chữ tắt tiếng Anh là NAR, cho biết năm 2017, người Việt đứng thứ 6 trong top 10 nước hàng đầu có công dân mua nhà ở Mỹ. Để tránh hiểu lầm, kiểu Việt Cộng chuyên hốt ổ tuyên truyền đánh lận con đen, xin minh định công dân nói trong bài báo Tuổi Trẻ này là người Việt trong nước, vốn là công dân của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hay nói tẹt bóng heo ra, đó là Cộng sản Việt Nam, chứ không phải người Mỹ gốc Việt. Đại đa số là công dân Mỹ và một số thường trú nhân hợp pháp của Mỹ đang trong thời gian chờ đủ năm thi vào quốc tịch Mỹ. Vâng, báo của Tuổi Trẻ Online viết tiếp, báo cáo thường niên có tên là Hồ sơ các hoạt động quốc tế trong lĩnh vực bất động sản ở Mỹ năm 2017 của NAE cho thấy Việt Nam là một quốc gia mua nhà liên tục đứng hàng top 10 ở Mỹ. So với năm 2016, thứ hạng Việt Nam trong năm 2017 đã tăng lên 2 bậc, từ vị trí thứ 8, theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia kinh tế để mua nhà ở Mỹ, người mua phải thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản qua các ngân hàng. Trong khi đó, quy định của ngân hàng nhà nước về chuyển tiền ra nước ngoài rất chặt chẽ. Cá nhân chỉ được chuyển tiền qua ngân hàng để trả chi phí cho người đi du học, chữa bệnh. Còn chuyển tiền đến nước ngoài và mua nhà chắc chắn là không được. Do vậy, để mua được nhà ở Mỹ và chuyển tiền qua ngân hàng, công dân chỉ có cách xin phép đầu tư thành lập doanh nghiệp tại Mỹ. Tuy nhiên, trường hợp này cũng rất hạn chế. Ông Hiếu nhận định nguồn tiền từ Việt Nam qua Mỹ có thể được chuyển bằng một con đường chui. Trên đây là chúng tôi lấy tin từ báo Tuổi Trẻ. Trong khi đó ở Hoa Kỳ, cái đài VOA là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ hôm 15 tháng 3 có đi một bài của anh Phạm Chí Dũng, một nhà báo độc lập, từng là cán bộ đảng viên Cộng sản, bỏ đảng, viết: vì sao quan chức Việt ra đi tìm đường cứu nước? Chữ này là chữ của ông Hồ Chí Minh xài. Qua OB5. OB5 là một cái hình thức gọi là chiếu kháng nhập cảnh bằng cách đầu tư. Đó là cách nói ví von, móc lò, tiếu lâm, dùng lời của ông Hồ Chí Minh nói ra đi tìm đường cứu nước để kêu ngạo phong trào đại cán cộng sản, đại gia cộng sản ăn theo, tìm đường hạ cánh an toàn, tẩu tán tài sản bất minh ra ngoại quốc. Đó là cách phê bình chỉ trích gián tiếp trong chế độ độc tài cộng sản, người dân không có quyền ăn nói. Như người dân phê bình chỉ trích cộng sản làm nhục tướng Võ Nguyên Giáp, bị lãnh đạo đảng Cộng sản chỉ định phụ trách chương trình hạn chế đàn bà sanh đẻ, thì người dân tiếu lâm bằng câu: ngày xưa đại tướng cầm quân, bây giờ đại tướng cầm quần chị em. Còn dân Cần Thơ, Tây Đô, quê hương của chúng tôi, thì thời Cộng sản Việt vào, Cộng sản bắt Việt vào và Việt Cộng trong bưng biển ra cai trị dân, thì từ khi khai phá cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này, chưa bao giờ người Việt phải ăn độn, mà khi Cộng sản đến là phải bỏ cái thói quen
Cộng sản buộc bỏ cái thói quen ăn gạo trắng nước trong. Thời Cộng sản họ bỏ buộc phải ăn độn bo bo, khoai mì mà Cộng sản Bắc Việt gọi là sắn, nên người dân Cần Thơ phải gạt nước mắt bỏ xứ sở ra đi tị nạn Cộng sản ở các nước Âu Mỹ. Dân Nam Kỳ lục tỉnh văn minh miệt vườn lấy hình ảnh cái tượng ông Hồ Chí Minh ở Bến Ninh Kiều tay chỉ ra sông Hậu để làm câu thơ Lục Bát thuần Việt Nam, kiêu ngạo tiếu lâm thời Cộng sản rằng đây là Cần Thơ có Bến Ninh Kiều, dưới chân tượng Bác đĩ nhiều hơn chân. Còn Thủ tướng Võ Văn Kiệt của Cộng sản gốc ở dưới một cái xã của tỉnh Vĩnh Long, nay đã theo chân ông Hồ Chí Minh, cũng có lần nói điều mà ông Hồ Chí Minh nói ra đi tìm đường cứu nước, thì ông Kiệt ông nói như thế này: ra đi để hạ cánh an toàn sau khi thu vén cuối đời. Vâng, trở lại bài báo của anh Phạm Chí Dũng, người đã ly khai khỏi Đảng Cộng sản. Bài của anh rất xúc tích, đầy đủ tài liệu, nhân chứng, vật chứng về phong trào đại cán Cộng sản, đại gia ăn theo hay tay sai Cộng sản trong nước nói móc lò là ra đi tìm đường cứu nước. Nhưng thực tế là ra đi tìm đường rửa tiền, giấu của nổi của chìm trong chương trình đầu tư nhập cư ở Mỹ và với chương trình viết tắt gọi là EB-5. Anh Dũng nói tờ Wall Street Journal ngày 5 tháng 3 năm 2019 cho biết các nhà đầu tư bất động sản Mỹ đang nhắm tới nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam thông qua thị thực EB-5 vừa mới, vừa rẻ, vừa phát triển rất nhanh. Trong bối cảnh lượng đầu tư từ Trung Quốc theo sáng kiến và thu hút đầu tư của Mỹ EB-5 đang sụt giảm, chương trình thị thực EB-5 ra đời vào năm 1990 để khuyến khích đầu tư nước ngoài và tạo công ăn việc làm cho người Mỹ. Chương trình này quy định một nhà đầu tư nước ngoài phải đầu tư vào Hoa Kỳ tối thiểu 1 triệu đô la hoặc 500.000 đô la ở vùng nông thôn và tạo việc làm cho 10 người lao động trở lên trong mỗi dự án ở Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đang trở thành một trong năm quốc gia có đơn xin chiếu khán EB-5 cao nhất thế giới, bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil và Ấn Độ. Số thị thực cấp cho người Việt Nam theo chương trình EB-5 trong năm tài khóa 2018 là 693 thị thực, tăng lên nhiều so với 471 vào năm 2017. Theo hồ sơ theo dõi tài chính quốc tế ở Panama cho biết, chỉ riêng trong 2015, lượng ngoại tệ từ Việt Nam chuyển ra ngoài đã lên tới 19 tỷ USD, tức là đô la, lớn hơn số tiền mà Cộng sản hô hào do Việt Kiều gửi về. Nên Cộng sản, thưa quý vị, lúc nào cũng kêu than thiếu ngoại tệ, thiếu ngoại tệ. Trước phong trào đại cán đại gia ăn theo Cộng sản tìm nơi hạ cánh an toàn ở Mỹ, Canada, hai vấn đề được nêu ra. Nhiều chuyên viên Việt trong ngoài nước nói số tiền kết xù gửi về nước Cộng sản Việt Nam gọi là kiều hối ấy là một kênh rửa tiền của cán bộ đảng viên Cộng sản và những người có cơ hội ăn theo Cộng sản. Tiến sĩ Vũ Quang Việt là một cái nhà chuyên gia cao cấp của Liên Hiệp Quốc, sử dụng cách tính toán chuyên môn và cho biết từ năm 2008 đến 2013, khoảng 33 tỷ đã bị tuồn bất hợp pháp ra ngoài nước quốc. Thời 2008 đến 2013, kinh tế mở của Cộng sản Việt Nam chưa lớn lắm như về sau, mà thời đó đã tuồn ra ngoài là 33 tỷ. Nhiều người Mỹ gốc Việt gần đây than hai vợ chồng kỹ sư đang làm việc mà không dám mua nhà vì trả tiền góp hàng tháng không nổi. Không ít người Mỹ gốc Việt mua nhà trả không nổi thì bị ngân hàng tịch thu bán cho người khác. Vâng. Trong khi đó, đại cán như là Nguyễn Xuân Phúc làm phó thủ tướng Cộng sản Việt Nam mua một lần hai cái nhà ở Anaheim, Cali, Mỹ với giá cả mấy triệu cho con đi học. Còn đại cán đại gia Trung Cộng và Việt Cộng mua nhà để
chống, không cho mướn, không có người ở, khiến người Mỹ láng giềng than phiền, khiếu nại những sở hữu chủ ngoại quốc ấy là đã biến khu xóm thành khu xóm ma, làm giảm giá trị. Vợ chồng cô Phượng, con gái cưng của Tổng thống, của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Henry Nguyễn, đã bỏ ra 250 triệu USD để xây một bóng chân bóng tròn với 22.000 chỗ ngồi cho khán giả ở công viên Exposition Park, nơi sẽ làm bản doanh cho đội Major League Soccer, đội tuyển chuyên nghiệp túc cầu nam. Hội đồng thành phố Los Angeles đã chấp thuận hôm 6 tháng 5 năm 2016 với số phiếu thuận là 12. Bây giờ để tạm thời sơ kết. Vấn đề thứ hai là liệu nhà, cửa, dinh cơ mà đại gia đại cán Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã mua để rửa tiền, giấu của, đã thu để thu vén cuối đời, để hạ cánh an toàn. Vấn đề thứ hai là nhà, cửa, dinh cơ, đại gia mà đại cán Cộng sản Việt Nam về và Trung Quốc mua để rửa tiền, giấu của, thì thưa quý vị, họ có được hưởng hay không? Tiền lệ ở Mỹ trả lời là không. Chắc chắn 100% là những người đại cán đại gia không thể dỡ nhà ở Mỹ trở về nước được. Kinh nghiệm cho thấy số tiền và tài sản tạo mãi bất chánh của cố Tổng thống Marcos của Philippines. Ông này, thưa quý vị, khi làm Tổng thống có thể nói là ruột thịt đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà sao? Bị lật đổ. Hay là của Thủ tướng Suharto của Nam Dương cũng thân với Hoa Kỳ, gửi bên này có thể tỷ này qua tỷ khác. Sau khi bị lật đổ, chính quyền mới yêu cầu chính quyền Hoa Kỳ phải truy tìm lại, bởi vì đó là tài sản của nhân dân, và giúp lấy cái tài sản đó chuyển về của nhân dân, trả lại để phục vụ cho nhân dân. Thưa quý vị, đến đổi bà Marcos ở tại New York có một cái apartment để 350 đôi giày. Bà muốn mở để lấy một đôi xài thôi. Luật là luật, không làm chuyện đó được. Nhưng mà tự hỏi, không biết mấy người Hoa Kỳ, chính quyền Hoa Kỳ họ có ở không để họ làm chuyện đó hay không? Hoa Kỳ, ai cũng biết, freedom is not free. Tự do cũng không có phải là tự do hoàn toàn đâu. Chắc cũng có cái lợi gì. Chúng tôi sưu khảo thì chúng tôi thấy khi truy thu được dùm cho, thí dụ như cho Philippines hay cho Nam Dương, được bao nhiêu thì Hoa Kỳ trừ lại 30% để gọi là chi phí truy thu. Như vậy Hoa Kỳ cũng có lợi và hai cái nước Marcos và Nam Dương cũng có lợi. Đó là những điều mà anh em chúng tôi ghi nhận trình quý vị. Thưa quý vị, phần phân tích, chúng tôi là nhà báo, chúng tôi sẽ đưa tin, đưa sự kiện và đưa thông tin nghị luận. Còn cái phần nhận định về nội dung, về tin tức là cái quyền tối thượng của quý khán thính giả. Kế đến, thưa quý vị, anh em chúng tôi có điểm một số tin, xin phép điểm một số tin, 4 tin, để cho nó khớp, dễ dàng, sát thời cuộc, dễ dàng cho bà con theo dõi cái cuộc phân tích. Phân tích đầu, cái tin đầu tiên là anh bạn chúng tôi dành cho anh bạn cái danh dự, anh Viên cái danh dự đọc tin đầu tiên. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên chúng tôi xin kính gửi đến quý vị tin về Tổng thống Trump hứa tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn Obamacare. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27 tháng 3 đã cam kết sẽ tạo ra một hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt hơn Obamacare nếu tối cao pháp viện xóa sổ một trong những thành tựu nội địa đang dấu ấn, mang dấu ấn của một người tiền nhiệm là Barack Obama, đương kim chủ nhân của Tổng thống Tòa Bạch Ốc đã bênh vực quyết định của chính quyền Trump cho việc tăng cường tấn công đạo luật chăm sóc sức khỏe dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, vốn mở rộng bảo hiểm sức khỏe khoảng 20 triệu dân Mỹ.
Obama là một thảm họa. Cho tới nay, đã hết sức tốn kém. Tổng thống Trump nói với báo giới tại phòng bầu dục, chúng ta sẽ có một kế hoạch mới. Và nếu tối cao pháp viện phán quyết rằng Obamacare bị xóa sổ, chúng ta sẽ có một kế hoạch tốt hơn so nhiều với Obamacare. Bộ Tư pháp đầu tuần này yêu cầu tòa phúc thẩm liên bang khu vực 5 hủy bỏ Obamacare. Bộ ủng hộ phán quyết của thẩm phán liên bang Richard O'Connor hồi tháng 12 ở Fort rằng đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng Obamacare vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ vì bắt người dân phải mua bảo hiểm y tế. Ông Trump nhiều lần kêu gọi thay thế Obamacare trong thời gian ông tranh cử tổng thống 2016. Sau kỳ vào Tòa Bạch Ốc năm 2017, ông đã hối thúc các đảng viên cùng Đảng Cộng Hòa với ông bỏ Obamacare. Điều mà họ nói rằng sẽ cố gắng làm nhưng thất bại nhiều lần. Phe Cộng Hòa chưa đạt được một đồng thuận về một kế hoạch hay thay thế Obamacare. Các đảng viên hàng đầu bên Dân Chủ đả kích động thái của chính quyền Trump, viện dẫn rằng chiến thắng họ đã giành quyền kiểm soát Hạ viện trong một bầu cử giữa tháng 11, cho thấy người dân Mỹ muốn bảo vệ Obamacare trước sự tấn công liên tục của phe Cộng Hòa. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ tiếp tục điểm tin sau.